Thưa quý vị, dù là em dâu không chính danh là vợ bé, nhưng không, cũng không được gọi là vợ bé nữa. Bởi vì tin tức trên mạng xã hội cho biết thì bà Tho Cô Tết không có một tờ giấy hôn thú lận lưng với ông Bảy Báo. Nhưng mẹ của thằng tiểu hàng sản lại rất năng nổ để triệt hại con gái hợp pháp và duy nhất của chồng mình là Bùm Bùm. Và còn nhiều chuyện hợp sức với bà chị chồng là bà Xã Bào để mà tranh giành tài sản của Hồng Loan và Bãi Bánh Xèo, quả là làm xấu mặt phái yếu cánh phụ nữ của các bạn. Vừa qua, Hồng Loan thông báo là đã tìm lại kỹ vật của ba bề nổi là để vật hồi hương hoàn về cho chủ cũ, còn bề chìm là nhắc khéo vấn đề trộm cắp tài sản. Đang được phía Hồng Loan giải quyết thì bà Bãi Bánh Xèo đã chia sẻ một status đá điểu Hồng Loan, ngầm khẳng định bà ta đồng quan điểm là thó mạ sỉ nhục việc Hồng Loan nỗ lực tìm kỷ vật của bà, và đồng quan điểm lên án con gái riêng của chồng mình, nội dung mà con rắn độc làm xấu mặt cánh phụ nữ đã chia sẻ như sau. Thôi đi, kỷ vật lớn nhất mà ba cô để lại là gia đình ruột thịt của ba cô. Cô đại nghịch bất hiếu bỏ đi, thâm tình như bỏ đồ vật không thương tiếc, thì những thứ đồ vật vô tri khác của ba cô có ý nghĩa gì đối với ba cô? Thì thâm tình ruột thịt là quan trọng nhất. Cô nghe quân sư vô đạo đức, bài trò này trò kia không được, giờ lại bài trò là kỷ vật của ba. Hãy nhớ lại lời ba cô dạy: nhân đức làm đầu, có tài mà không có đức thì cũng bỏ đi, huống chi cô đức tài đều không có. Ai nói đúng lỗi của mình, người đó là bạn. Ai vua theo lỗi của mình, người đó là oan gia của bạn. Người nói đúng lỗi của cô, muốn tốt cho cô phải cảm ơn người đó. Người A vua theo lỗi của cô vì lợi ích của họ, hãy tránh xa người đó. Dẫu họ có muốn tốt cho cô thật mà không có lợi ích chi cũng là hại cô. Vì họ hại cô trở thành ngỗ nghịch bất đạo, họ không biết đành rẽ cô mà ủng hộ cô, huống chi những người gắn liền với cô mỗi ngày, tay phải tay trái của cô, đều là những người vì lợi ích mà tới với cô. Cô có tốt mà được gần người tốt, sự việc xảy ra người đạo đức tệ nhất không ai khác là cô và hai đứa em của cô. Những người khác ít nhận được ân huệ của ba cô hơn họ, tệ hại nhưng không tội lớn bằng cô, không đáng trách bằng cô. Vừa rồi là nội dung mà bà Bãi Bánh Xèo đã chia sẻ, nội dung mà bà ta chia sẻ và đồng tình thì nó dơ y chang như cái nhân cách và lai lịch đời tư của bà ta. Sáng nay, một bình luận lên án bà Bãi Bánh Xèo thay cho Bùm Bùm thì Hồng Loan đã gọi người phụ nữ này là kiếp làm vợ bé không chính danh, là những cọng ruột thừa không bao giờ được công nhận. Cha cha nói Hồng Loan, nói Bùm Bùm, nói Mỹ Mỹ cho lắm vô, nhưng người không được công nhận huyết thống lại là bản thân của mình. Hồng Loan thì có giấy xét nghiệm ADN, lại có hồ sơ nhân thân trên cơ quan chức năng. Hồng Loan là con chính danh của cố nghệ sĩ, cũng ủng hộ Bùm Bùm, dẫu có bị ông Bảy ngu từ thì giọt máu của Bùm Bùm cũng là giọt máu của nhà họ Võ. Còn cái dòng cái thứ làm bé đã vậy còn không được anh Năm công nhận, không có hôn thú ở giờ thì đủ tư cách gì mà lên án người ta.